từ 12 giờ trưa nay, ngày 6 tháng 8, mẫu giấy đi đường mới trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 05 đã chính thức có hiệu lực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mặc dù nhiều địa phương đã chủ động tuyên truyền về việc cấp mẫu giấy mới theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, tuy nhiên, qua kiểm tra tại các chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng vẫn thu hồi nhiều mẫu giấy không hợp lệ, ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại quận Sơn Trà. Chốt kiểm dịch phía đông chân cầu Rồng. So với khoảng thời gian khi mẫu giấy đi đường cũ còn lưu hành, thì lượng phương tiện lưu thông qua các chốt đã giảm xuống rất nhiều, không còn tình trạng tập trung ùn ứ quá lâu. Các lực lượng chức năng đã siết chặt kiểm tra các mẫu giấy đi đường của người dân, những trường hợp giấy không hợp lệ sẽ thu hồi và buộc quay đầu xe. Theo ghi nhận, việc kiểm tra được triển khai nghiêm ngặt và chặt chẽ hơn trước rất nhiều. Qua coi như là kiểm tra tại chốt thì coi như là thu hồi rất là nhiều loại mẫu giấy cũ, còn có một số mẫu giấy là coi như là chưa ký hay là chưa ghi bất kỳ một cái gì trong cái tờ giấy, chỉ có cơ quan thủ trưởng cơ quan đơn vị nó đóng dấu thôi. Thì qua đó coi như là cũng rất là nhiều là về cái mặt của giữa cơ quan có thẩm quyền đóng dấu thì kiểm tra thì đều có hai con dấu cả. Đối với lại nhiều về mục đích đi đường của người dân á, thì nhiều người họ ghi chưa đúng với thực tế, nhiều người họ chỉ ghi giữa việc đi của nhà họ và tới cơ quan, còn nhiều lúc là họ có thể họ đi quanh những cái địa bàn khác nữa. Khác so với giấy đi đường được ban hành trước đó vốn chỉ cần xác nhận của đơn vị quản lý cán bộ, người lao động, mẫu giấy đi đường này phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền mới có hiệu lực. Theo quy định của Ủy ban Nhân dân thành phố về thẩm quyền, thủ trưởng cơ quan công sở nhà nước được phép cấp và xác nhận giấy đi đường đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc cơ quan của mình. Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp xác nhận giấy đi đường đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Ủy ban Nhân dân phường xã xác nhận giấy đi đường của các trường hợp còn lại được phép ra ngoài theo quy định của chỉ thị 05. Thì theo hướng dẫn của quan chức 12 thì đơn vị là người trực tiếp ký vào in và ký vào giấy xác nhận của giấy đi đường cho cán bộ nhân viên của mình và gửi đến các cơ quan đơn vị xác nhận có thẩm quyền theo nhà nước xác nhận vào giấy đi đường đó. Đó là hai giáo. Còn đối với các cơ quan công sở mà thuộc của huyện nhà nước đó, thì thủ trưởng cơ quan đơn vị đó ký đóng dấu và xác nhận vào giấy đi đường cho người đi. Đó là một con dấu thôi. Với việc cấp giấy đi đường theo mẫu mới, yêu cầu có sự xác nhận của cơ quan có thẩm quyền sẽ góp phần chấn chỉnh tình trạng cấp giấy không đúng quy định, giúp các địa phương thực hiện hiệu quả hơn việc giãn cách xã hội.